video này giới thiệu các sản phẩm mà Black và Nikki đã giúp tạo ra. Tuyệt. Đó là lều của em. Không, đó là lều của anh. Hả? Dành cho anh. Ừ, dành cho con gái. Đi nào. Dành cho anh. Dành cho em bé. Wow, Nikki hãy làm thử thách 24 giờ. Yeah, cố lên. Mình muốn ăn. Em biết. Tuyệt. Của anh quá nhiều rồi. Được rồi. Đồ chơi mới. Ha ha. Vòng thứ hai. Đi nào. Em cũng sẽ đi. Các phụ huynh, chúng con rất nhiều đồ chơi. Hãy
sáng như những món đồ chơi vui nhộn của chúng con và chúng ta có thể chơi. Vui lòng kiểm tra flyandnickytoys.com. Nhấn vào liên kết bên dưới.